Lý Lâm Lâm, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1948, tên thật là Lý Nguyệt Linh, là nữ diễn viên Hồng Kông, quê gốc Thiên Tân. Bà là học trò của nghệ sĩ kinh kịch Phấn Cúc Hoa. Sau khi tham gia bộ phim Đầu Tay Dạy Em Sao Không Nghĩ Về Cô Ấy vào năm 1963, cô gia nhập công ty Quốc Thái và trở thành diễn viên. Đầu thập niên 1970, Lý Lâm Lâm chuyển sang làm việc cho đài TVB, tham gia nhiều bộ phim truyền hình. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô từng đóng vai chính trong các tác phẩm như Tâm Hữu Thiên Thiên Kết, Dương Môn Nữ Tướng. Năm 1992, Lý Lâm Lâm cùng gia đình di cư đến Vancouver, Canada. Năm 2011, có báo cáo cho biết Lý Lâm Lâm mắc bệnh ung thư đại tràng và đã di căn tới hạch bạch huyết. Từ khi trở lại Hồng Kông vào năm 2007, Lý Lâm Lâm thỉnh thoảng tham gia các sự kiện công khai và từ năm 2024, bà bắt đầu hoạt động sôi nổi trở lại trước ống kính. Đời tư của Lý Lâm Lâm. Năm 1968, khi quay cảnh hôn trong phim Mối Tình Đầu Mùa Hạ, Lý Lâm Lâm và Trần Hạo, em trai của Trần Hồng Liệt và cũng là diễn viên, đã nảy sinh tình cảm. Hai người từng công khai tuyên bố đính hôn nhưng cuối cùng không thể tiến tới hôn nhân. Sau đó, vào ngày 20 tháng 5 năm 1974, Lý Lâm Lâm kết hôn với diễn viên Khương Đại Vệ tại nhà thờ Thánh Teresa ở Cửu Long. Ban đầu họ dự định tổ chức lễ cưới tại hội trường Hồng Kông, nhưng do thời gian chuẩn bị gấp rút và cả hai đều là người Công giáo, nên đã chuyển sang tổ chức tại nhà thờ. Đầu thập niên 1990, gia đình bà di cư đến Vancouver. Năm 1993, Lý Lâm Lâm tham gia diễn xuất khách mời trong loạt phim Canada Madison và cũng là một trong những người sáng lập đài phát thanh Hoa ngữ Canada. Mùa hè năm 2007, gia đình bà trở về Hồng Kông. Con gái lớn của Lý Lâm Lâm, Khương Y Lan, từ năm 1990 khi mới 15 tuổi đã theo học hướng dẫn mỹ thuật mùa hè với Trương Khải Kỳ và Lý Chí Cường. Khi lớn lên, cô vừa làm diễn viên vừa làm chỉ đạo trang phục. Khương Đại Vệ và Lý Lâm Lâm kỷ niệm 50 năm ngày cưới, cùng nhau vượt qua hành trình chống ung thư. Mặc dù có câu dù lưỡi dao sắc bén đến đâu cũng có ngày bị gỉ, nhưng ở tuổi U80, Khương Đại Vệ vẫn giữ được phong độ, tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình TVB. Và mới đây ông còn nhận được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải thương Kim Tượng Hồng Kông. Ông cùng vợ Lý Lâm Lâm đã kết hôn được 50 năm, luôn được biết đến là cặp đôi mẫu mực trong làng giải trí. Nhưng ông tiết lộ rằng họ cũng đã trải qua không ít khó khăn, đặc biệt là khi vợ ông mắc bệnh ung thư đại tràng vào những năm trước. Ông đã cùng bà vượt qua hành trình chống ung thư, và tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm. Giữa năm 2011, Lý Lâm Lâm được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng. Sau phẫu thuật, do tế bào ung thư lan đến hạch bạch huyết, bà phải tiến hành hóa trị, và bị truyền thông ghi lại cảnh gầy gò như người giấy. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc tận tình của chồng Khương Đại Vệ, 2 năm sau, Lý Lâm Lâm đã chiến thắng bệnh tật. Tình cảm giữa hai người ngày càng thắm thiết hơn. Trong một buổi phỏng vấn với truyền thông trước đây, ông chia sẻ, khoảng thời gian đó, tôi thực sự rất lo lắng, điều duy nhất tôi có thể làm là cùng nhau đối mặt. Tình cảm hơn 40 năm, thực ra không cần phải nói ra cũng biết, cả hai đều không thể thiếu nhau. Bí quyết hôn nhân, sự bao dung lẫn nhau. Nói về bí quyết duy trì hôn nhân 50 năm, Khương Đại Vệ cho rằng điều quan trọng nhất là sự bao dung lẫn nhau. Ông nói rằng khi còn trẻ, ông thường kiên quyết với ý kiến của mình, nếu không vừa ý thì sẽ lên tiếng, nhưng theo thời gian, quan điểm của ông đã thay đổi. Sau này, tôi hiểu rằng nhiều điều cố chấp thực ra không quan trọng, miễn là không gây tổn hại đến bản thân và người khác là được. Hai vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì quan điểm khác nhau. Khi còn trẻ, chúng tôi luôn muốn thay đổi đối phương, nhưng dần dần nhận ra rằng có những điều không thể ép buộc được. Khương Đại Vệ và Lý Lâm Lâm kỷ niệm ngày cưới. Vào ngày 20 tháng 5, cặp đôi Khương Đại Vệ và Lý Lâm Lâm đã kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Trước đó, Lý Lâm Lâm cho biết họ sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm lớn, chỉ đơn giản ăn uống cùng gia đình. Tuy nhiên, bạn bè thân thiết của họ vẫn tổ chức một buổi kỷ niệm tưng bừng cho dịp kỷ niệm này. Nhà báo Kỳ Cựu Uông Mạng Linh đã chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội vào thứ Hai, cho thấy buổi tiệc có 6 bàn tiệc. Ngoài chiếc bánh kỷ niệm kim hôn, còn có một bình hoa pha lê lớn làm quà tặng. Hai nhân vật chính rất cảm động, thậm chí còn hôn môi để thể hiện tình cảm. Con gái Khương Y Lan cùng con rể Tào Vĩnh Liêm,
con trai Khương Trác Văn cùng bạn gái cũng có mặt. Các nghệ sĩ như Lư Hải Bằng, Tăng Chí Vĩ, La Lan, Đặng Đạt Trí, Mã Hải Luân, Giả Tư Lạc và Dư An An cũng đến chúc mừng. Sự nghiệp của Lý Lâm Lâm. Lý Lâm Lâm tên thật là Lý Nguyệt Linh, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1948 tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. 3 năm sau, bà cùng gia đình di cư sang Hồng Kông. Năm 1957, khi mới 9 tuổi, Lý Lâm Lâm trở thành học trò của nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng Phấn Cúc Hoa. Các môn đệ của Phấn Cúc Hoa đều rất tài năng, bao gồm Lâm Chánh Anh, Đổng Vĩ, Trần Bảo Châu, Tiêu Phương Phương, Trần Hảo Cừu, Lâm Gia Thanh, Phượng Hoàng Nữ, Tiểu Cúc Hồng, Trương Lộ Lộ, Dương Bàn Bàn, Huệ Thiên Tứ và La Gia Anh. Ngôi sao quốc tế Tôn Long cũng từng học dưới sự hướng dẫn của bà. Năm 1963, khi công ty điện ảnh và múa hát Điện Mậu tuyển diễn viên cho bộ phim Ca Múa Dạy Em Sao Không Nghĩ Về Cô Ấy, Lý Lâm Lâm đã tham gia thử vai cùng với sư muội Thẩm Nguyệt Hoa theo lời khuyên của sư phụ và cả hai đều được nhận vào khóa đào tạo diễn viên kỳ 3 của công ty. Sau khi tốt nghiệp, Lý Lâm Lâm ký hợp đồng với Điện Mậu và tham gia bộ phim Dạy Em Sao Không Nghĩ Về Cô Ấy, 1963. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện trên màn ảnh, khi đó bà mới 15 tuổi. Mặc dù nữ chính của phim là Cát Lan, nhưng Lý Lâm Lâm và Thẩm Nguyệt Hoa cũng đã góp mặt trong phim. Sau đó, Lý Lâm Lâm gia nhập Quốc Thái. Năm 1968, bà đóng vai nữ chính trong bộ phim đầu tiên của mình, Giai Điệu Thanh Xuân, một bộ phim ca múa hợp tác với các diễn viên như Vu Dương. Bà cũng tham gia các bộ phim khác như Con Cái Thời Loạn 1966, Tô Tiểu Mùi 1967, Liêu Trai Chí Dị Tập Tháng 3 năm 1969 và Gia Hữu Hiền Thê 1970. Năm 1970, khi Quốc Thái kết thúc hoạt động, Lý Lâm Lâm trở thành diễn viên tự do, tham gia các bộ phim như Thần Súng Thủ năm 1970, Nữ Ca Sĩ Tinh Nghịch năm 1971, Huyết Ái năm 1972, Tiểu Tạp Chủng năm 1973, Xà Sát Thủ năm 1974, Địa Ngục năm 1975, Phương Thế Ngọc Đã Lôi Đài năm 1976, Kỳ Nghỉ Của Nữ Sinh năm 1977, Đi Sai Đường Vì Mang Sai Giày Có năm 1978 và Đấu Tranh Loại 3 năm 1979. Ngày 1 tháng 11 năm 1970, trong vai trò phụ dâu tại đám cưới của bạn, Lý Lâm Lâm gặp gỡ ngôi sao điện ảnh của hãng Thiệu Thị và Ảnh Đế Châu Á khi đó là Khương Đại Vệ. Sau đó, hai người bắt đầu hẹn hò và trải qua nhiều thăng trầm, họ đã kết hôn vào ngày 20 tháng 5 năm 1974. Cả hai mặc quần jean và áo bình thường đến đăng ký kết hôn. Cùng năm đó, họ chào đón con gái đầu lòng Khương Y Lan. Năm 1976, Lý Lâm Lâm gia nhập đài TVB, đóng vai chính trong các bộ phim như Gặp Nhau Là Tốt và Tâm Hữu Thiên Thiên Kết. Năm 1977, bà chuyển sang làm việc cho đài Giai Nghệ và tham gia phim lịch sử tình cảm người nổi tiếng. Sau khi Giai Nghệ đóng cửa năm 1978, Lý Lâm Lâm quay lại TVB và tham gia nhiều bộ phim như Truyền Thuyết Dân Gian, Tiểu Lý Phi Đao Chi Đa Tình Kiếm Khách, Luân Lưu Chuyển, Vô Song Phổ, Dương Môn Nữ Tướng và Tôi Vốn Thiện Lương. Năm 1983, con gái thứ hai của bà Khương Y Văn ra đời. Năm 1992, gia đình Khương Đại Vệ và Lý Lâm Lâm di cư sang Vancouver, Canada. Năm 1995, con trai của họ Khương Trác Văn chào đời. Năm 1999, nhân kỷ niệm 25 năm ngày cưới, hai người tổ chức tiệc cưới để bù đắp cho lễ cưới giản dị năm xưa. Các con của họ còn mặc trang phục cổ trang để tái hiện lại những vai diễn của bố mẹ, khiến mọi người đều vui vẻ. Tháng 7 năm 2007, gia đình bà trở về Hồng Kông. Lần xuất hiện của bà trên truyền hình là vào năm 2006 khi cùng chồng và con trai tham gia chương trình giải trí trực tiếp và chương trình Hữu Duyên Tương Ngộ do Thẩm Điện Hà dẫn chương trình. Sau đó, bà dần rút lui khỏi làng giải trí. Sau đó, vào giữa năm 2011, có tin đồn rằng Lý Lâm Lâm mắc bệnh ung thư đại tràng và đã di căn đến hạch bạch huyết. Sau khi điều trị, bà đã hồi phục. Đến năm 2024, bà trở lại hoạt động sôi nổi trước ống kính và đóng vai chính trong bộ phim Từ Giờ Trở Đi do Dương Diệu Khải đạo diễn. Bộ phim này đã được chọn tham gia liên hoan phim Berlin lần thứ 74 và giành được giải gấu Tét Đi.
Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.